trong chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe hôm nay. Phát triển trồng ổi sạch, loại trái cây mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ổi là loại trái cây phổ biến được trồng ở hầu khắp các địa phương trong cả nước. Nhiều nhà khoa học cả trong nước và nước ngoài đã nghiên cứu và công bố trong trái ổi có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho cơ thể con người. Hiện nay, nhiều nông dân đã phát triển mô hình trồng ổi sạch, không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn cung cấp loại trái cây có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ trái ổi ngày càng tăng do các loại trái cây khác chỉ có theo mùa vụ, ông Nguyễn Văn Hiển, nông dân vùng trồng ổi ở Hà Nội, đã tự tìm hiểu và áp dụng cách trồng mới giúp năng suất cao hơn cho trái quanh năm. Đặc biệt, ông không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật mà sử dụng phân bón tự ủ nên trái ổi khi thu hoạch có màu sắc đẹp và mùi vị thơm ngon hơn. Tức là mình cảm thấy chỗ nào nhiều rễ là mình cắm cái vòi này xuống thì là nó làm cái tốc độ cho cây nó hấp thụ là rất nhanh. Dùng NPK thì tôi phải tốn lên 100 triệu. Thì tôi dùng đỗ tương tôi chỉ hết 70 triệu mà thành quả lại còn chất lượng hơn. Cũng theo những hộ nông dân trồng ổi, những cây có tuổi đời từ 3 đến 5 năm có thể cho thu hoạch hơn 100 kg một năm. Do không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên để đảm bảo trái ổi không bị các loại côn trùng gây hại tấn công, các hộ đã dùng túi xốp và ni lông để bọc ổi từ khi mới ra quả. Bắt buộc là phải sử dụng ni lông trắng vì ni lông trắng nó mới quang hợp được mặt trời. Đấy, một cây mà quả mà không có quang hợp của mặt trời thì không thể ngon được. Và cái xốp bên trong là nó là hút ẩm thôi. Chứ còn cái túi bóng bên ngoài là nó vừa là quang hợp và vừa là chống sâu bệnh. So với các loại trái cây khác, tuy giá thành của ổi không cao, nhưng với cách trồng mới, trái ổi thành phẩm đảm bảo chất lượng và an toàn hơn. Để nguồn cung cấp ổi sạch ổn định, người nông dân cần có tính kiên trì và nhân rộng phương pháp trồng mới này. Hiện nay, tâm lý của một số người tiêu dùng vẫn muốn lựa chọn những loại trái cây nhập khẩu bởi màu sắc và hương vị hấp dẫn hơn nên ít quan tâm đến trái ổi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng thì ăn ổi thường xuyên và đúng cách có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch, làm đẹp, giảm cân và một số tác dụng chữa bệnh khác. Trong trái ổi có chứa một lượng vitamin C rất là cao, nó cao đến gấp 4 lần một trái cam. Bởi vậy mà lượng vitamin C cao như thế, nó sẽ hỗ trợ cơ thể của chúng ta tăng cường hệ miễn dịch rất là tốt. Nó còn chứa một cái lượng chống oxy hóa rất là lớn nữa, như là chất lycopene, giúp chúng ta chống lại những cái gốc tự do gây hại cho cơ thể. Nhiều người thì cứ nghĩ rằng trái ổi có vị chát thì nếu ăn vào có thể sẽ bị táo bón. Nhưng thực tế thì không phải như vậy đâu các bạn. Trái ổi thì lại có chứa rất là nhiều chất xơ, giúp cho cơ thể chúng ta thông đường ruột. Trong trái ổi có chứa một lượng magie rất là lớn. Đây là một cái lượng dưỡng chất mà hỗ trợ cho thần kinh của chúng ta được thư giãn. Quý vị cũng lưu ý là nên ăn ổi nguyên vỏ và rửa sạch thay vì uống nước ép để không làm hao hụt lượng dinh dưỡng trong loại trái cây này. Riêng người bị tiểu đường thì nên gọt bỏ vỏ ổi khi ăn. Còn người bị suy nhược cơ thể thì nên sử dụng ổi dưới dạng xay nhuyễn hoặc là nước ép sẽ hấp thụ được tốt hơn. Chương trình Ăn Sạch Sống Khỏe kỳ này xin được khép lại tại đây. Nếu quý vị có thêm những thông tin về những vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể phản ánh đến chúng tôi và các ban ngành chức năng theo các số liên lạc trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.